Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh Xuất Nhập Khẩu TV. Mình là Cường đây. Trong nội dung ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn một nội dung mà mình nhận được rất nhiều các phản hồi của các bạn, các anh chị đã đi làm rồi trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics và supply chain, cũng như các lĩnh vực liên quan ngoại thương. Có nhắn tin hỏi mình rằng là cái luật hải quan họ đọc tương đối khó hiểu tại vì dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Thì muốn mình sẽ chia sẻ những nội dung và làm sao để có thể tìm hiểu luật hải quan này một cách chính xác hơn, và đặc biệt là cái phần các từ ngữ chuyên ngành trong luật này. Thì mình đã chia sẻ trên kênh của mình đã hai video tập 1 và tập 2 rồi về nội dung của luật hải quan. Vì cái luật này tương đối dài, có 104 điều như trên màn hình các anh chị nhìn ấy, nên là mình sẽ chia nhỏ ra làm nhiều video khác nhau nhá. Tại vì nếu mà mình làm trong một video thì nó tương đối dài, nó kéo dài đến 5-6 tiếng cơ, và các bạn theo dõi các bạn sẽ nhàm chán. Thì mình đã chia sẻ trên kênh của mình ấy, là hai video rồi. Nếu bạn nào mà chưa lên kênh của mình ấy, thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ Xuất Nhập Khẩu TV nhá. Các bạn tìm kiếm thì ra kênh của mình đây. Đây là kênh của mình. Thì các bạn bấm đăng ký kênh để subscribe, để có thể nhận được những video mới nhất mà mình chia sẻ lên kênh của mình. Đồng thời thì các bạn có thể để lại các bình luận ở phía dưới, comment cũng như là gửi vào hộp thư cho mình là williamcuong555@gmail.com. Đây là hộp thư của mình, williamcuong555@gmail.com. Hoặc là các bạn đơn giản, các bạn chỉ để lại bình luận ở dưới từng video thôi. Các nội dung các bạn muốn mình chia sẻ về tất cả các luật, tất cả các văn bản pháp luật, cũng như là cách để các anh chị để hoạt động xuất nhập khẩu hoặc là logistics supply chain một cách chính xác nhất, và các chủ đề các bạn mà muốn mình làm về liên quan đến lĩnh vực thuế, lĩnh vực giao nhận hàng hóa, bảo hiểm, các vấn đề ngoại thương, thanh toán quốc tế, hay là các vấn đề liên quan thủ tục xuất nhập khẩu một bất kỳ một mặt hàng nào đó, thì các bạn để lại bình luận phía dưới nhé. Và nhớ đăng ký kênh subscribe kênh cho mình. Bây giờ mình quay trở lại cái luật hải quan. Thì như mình đã nói là mình đã làm hai video số 1 và số 2 rồi. Thì các bạn nào đây, phần 1 và phần 2, các bạn nào chưa theo dõi kênh của mình thì các bạn tìm lại nhé, video về tìm hiểu về luật hải quan. Mình sẽ bắt đầu phần 3 của luật hải quan. Thì luật hải quan là số 54, đây số 54 năm 2014, Quốc hội khóa 13, đây là do Quốc hội ban hành, là ngày ban hành là ngày 23 tháng 6 năm 2014, và ngày có hiệu lực đây. Đây là trên cái trang web mình hay dùng là thư viện pháp luật.vn. Thì mình là thành viên thì sẽ có, người ta sẽ ghi là hiệu lực của ngày nào. Mặc dù ngày ban hành là ngày 23 tháng 6 năm 2014, tuy nhiên thì đến đầu năm sau, năm 2015 ấy, thì văn bản này mới còn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2015. Hoặc là các bạn có thể là văn bản hiện nay vẫn còn hiệu lực nhé, hoặc là các bạn có thể kéo xuống cuối cùng ấy, các bạn xem cái hiệu lực của văn bản. Đây, hiệu lực của thi hành đây. Luật hải quan này có 104 điều thì hiệu lực thi hành đây là đến ngày 1 tháng 1 năm 2015. Thông thường thì các văn bản pháp quy ấy, ví dụ như là hiến pháp hay là luật hay là pháp lệnh hay là quyết định, nghị quyết hay là nghị định, thông tư ấy, thường thì người ta sẽ thể hiện cái ngày hiệu lực ở những điều cuối cùng ấy. Đấy, các bạn xem ngày hiệu lực ngày nào. Ngày hiệu lực này ấy, ví dụ luật này là ngày 1 tháng 1 2015, có thể trùng với cả ngày ban hành, có thể trùng với ngày ban hành là ngày này. Tuy nhiên thì có nhiều trường hợp luật, ví dụ luật hải quan này, có rất nhiều trường hợp luật khác hoặc thông tư nghị định khác thì ngày hiệu lực ấy thì nó là sau ngày ban hành các bạn ạ, sau ngày ban hành. Đấy nhá, để cho các tổ chức cá nhân người ta còn chuẩn bị cho kịp. Đấy, thì luật hải quan 104 điều số 54/2014, Quốc hội khóa 13 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đến thời điểm mình làm video này thì vẫn đang còn hiệu lực nhá. Thì mình đã chia sẻ video 1 và video 2 rồi, toàn bộ khái niệm mà mình đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay mình bắt đầu video 3, nên mình sẽ không đọc lại các điều nữa nhá. Mình làm đến điều 25 rồi. Đấy. Điều đó mình làm trên điều 26, đúng rồi. Điều 26 đây, điều 26 là điều phân loại hàng hóa bạn ạ. Đấy, điều 26 là điều phân loại hàng hóa. Vậy tại sao người ta phải phân loại hàng hóa để làm gì? Mình cho to cái màn hình cho các bạn nhìn dễ theo dõi nhé. Hơi bị lệch nhỉ. Tại sao người ta phải
tại sao người ta phải phân loại hàng hóa làm gì, là mình cho văn bản gốc đi, bản gốc nhìn cho rõ. Đây, phân loại hàng hóa này, cái phân loại hàng hóa là rất quan trọng. Mình bây giờ mình đọc nhá. Điều 26 là phân loại hàng hóa. Khoản 1 là phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện các chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để này, mục đích này, xác định tên gọi mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Đấy, theo danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam thì đây chắc là mình phải mở cái danh mục lên các bạn, thì các bạn mới có thể biết được. Chứ nếu bạn mình cái danh mục này mình để nó chạy một thời gian nhá, tại vì máy mình hơi chậm mà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải thích là tại sao hàng hóa phải phân loại. Phân loại hàng hóa này làm gì? Để xác định mã số. Xác định mã số thì theo quy định hàng hóa xuất nhập khẩu vậy. Cái này là quy định trên toàn thế giới ấy, chứ không phải chỉ có Việt Nam bạn nhá. Là có một cái gọi là hiệp định xin lỗi các bạn, đó có một cái công ước, gọi là công ước quốc tế về việc phân loại hàng hóa. Người ta gọi là công ước về hệ thống hài hòa và mô tả mã hàng hóa ấy. Hay người ta còn gọi là công ước về HS ấy. Đây, mình sẽ viết là cái từ HS thôi nhá. Đây là HS này. Đấy, HS. HS tiếng Anh là Harmonized System. Harmonized System. Để mình viết này, mình phát âm này không biết có chuẩn không. Harmonized này. System. System hệ thống các anh chị biết rồi đúng không? Đấy. Hai từ đầu tiên là HS. Thì đôi khi người ta còn gọi là HS code nữa. Code có nghĩa là mã số ấy. Đấy, mã số hàng hóa. Đây là xác định mã số hàng hóa này. Đấy, người ta gọi là HS code. HS là hệ thống hài hòa mô tả mã hóa hàng hóa. Đây là cái công ước quốc tế nhá mà Việt Nam là thành viên. Mà tại sao người ta phải mã hóa hàng hóa, hệ thống hài hòa mô tả mã hóa hàng hóa? Và mã hóa này người ta tại sao người ta phải mã hóa hàng hóa ra làm gì? Thì đến phần này mình sẽ giải thích này, phân loại hàng hóa, tại sao người ta phải phân loại hàng hóa để làm gì này? Để xác định mã số hàng hóa. Mã số là những con số, ví dụ như là 01 2 3 4 5 chẳng hạn, 4 5 chẳng hạn, 6 chẳng hạn. Đấy. Thì người ta phải phân loại hàng hóa với mục đích như sau. Như các bạn đã biết thì mỗi quốc gia ấy, người ta sẽ có chữ viết khác nhau, giống như ở Việt Nam thì dùng tiếng Việt, ở bên Trung Quốc thì dùng tiếng Trung, hoặc Thái Lan dùng tiếng Thái, hoặc tiếng Anh, hoặc là Pháp, người ta có tiếng ngôn ngữ riêng, rất nhiều ngôn ngữ. Có hiện nay trên thế giới có khoảng 1.000 ngôn ngữ khác nhau các bạn ạ. Tuy nhiên vì hàng hóa mà để mình đang nói trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhá, chứ mình không nói những lĩnh vực mua bán trong nước, thì các quốc gia mua bán trong nước thì người ta không cần phải ngoại ngữ làm gì, người ta dùng tiếng nội địa của người ta thôi. Tuy nhiên khi hàng hóa mình xuất khẩu đi hoặc mình nhập khẩu về từ các quốc gia ấy, thì người ta phải dùng một ngôn ngữ chung các bạn ạ. Chứ nếu mà mình nói tiếng Việt thì các nước khác người ta không hiểu được. Hoặc là bên Pháp mà nói tiếng Pháp thì đâu phải ai người Việt người cũng biết tiếng Pháp hoặc biết tiếng Anh đúng không các bạn nhỉ? Hoặc biết tiếng Ả Rập chẳng hạn thì không thể biết được. Mà người ta phải dùng ngôn ngữ chung. Tuy nhiên thì ngôn ngữ chung, ví dụ như ngôn ngữ tiếng Anh chẳng hạn, thì rất nhiều quốc gia để mặc dù là dùng tiếng Anh nhưng tiếng Anh lại không phải là ngôn ngữ quốc gia của họ. Thậm chí ở Việt Nam ấy, mặc dù là cũng có rất nhiều người dùng tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh lại không được coi là ngôn ngữ của Việt Nam, ngôn ngữ chính của Việt Nam. Các quốc gia khác, các quốc gia mang tính bảo thủ hơn, ví dụ như là quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, hay là ở Tây Á với một số nước Ả Rập, người ta còn không dùng tiếng Anh các bạn ạ. Thậm chí là Tây Ban Nha, người ta Tây Ban Nha ngay các nước ở châu Âu ấy, Tây Ban Nha là nằm ở châu Âu mà người ta còn không thích dùng tiếng Anh, không thích luôn nhá, chứ bởi người ta không biết. Đấy, người ta hoặc là ở Đức, người ta thích dùng tiếng Đức hơn là tiếng Anh. Ở Tây Ban Nha cũng vậy, thì có rất nhiều quốc gia mang tính bảo thủ, người ta không coi tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính thức, cho nên người ta vẫn dùng ngôn ngữ của họ. Cho nên nếu mà bây giờ mình mua bán xuất nhập khẩu với quốc tế mà mình dùng ngôn ngữ quốc tế tiếng Anh chẳng hạn, thì không phải quốc gia nào cũng biết.
mà đôi khi tiếng Anh còn hiểu nhiều nghĩa khác nhau, cho nên là người ta sẽ không dùng ngôn ngữ để, hoặc là có nhưng mà rất ít khi người ta dùng ngôn ngữ để trao đổi với cả với đối tác nước ngoài. Mà đối với hàng hóa người ta ghi là gì, mà người ta phải dùng những con số. Đây là ví dụ mình ghi số này 1 2 4 5 6 7 8 9 đấy, thì rõ ràng thì tên trên các quốc gia thì ngôn ngữ thì có thể khác nhau như mình đã chia sẻ vừa rồi ấy, nhưng mà chữ, nhưng mà số thì lại giống nhau, nước nào cũng dùng số hết đấy, 1 2 4 5 6 đấy, thống nhất trên toàn thế giới. Những cái số mình đang ghi này là thống nhất trên toàn thế giới, ngôn ngữ thì khác nhau nhá nhưng mà số thì lại giống nhau. Cho nên là người ta dùng những con số này này để người ta mã hóa những hàng hóa, mã hóa những hóa. Ví dụ như là cái số này là người ta ghi được, người ta mã hóa, người ta quy định các công ước, người ta quy định các quốc gia là mã số 1 2 4 5, ví dụ thôi nhá, không 1 2 4 5 6 là con chó chẳng hạn. Thì khi mà Việt Nam chuẩn bị xuất hoặc nhập con chó đi bên Mỹ chẳng hạn, thì họ chỉ ghi là HS code là mã số là 1 2 0 1 2 4 5 6, thì vào bên Mỹ người ta biết ngay đây là con chó, mà không cần phải ghi là con chó hoặc là dog chẳng hạn. Người ta không phải ghi chữ, hoặc đương nhiên người ta ghi dog thì ai cũng biết là con chó rồi đúng không, nhưng mà nhiều quốc gia người ta không biết chữ này chẳng hạn, hoặc là người ta hạn chế ngôn ngữ, người ta dùng con số. Thì nếu mà trên hợp đồng mua bán các bạn ghi là 0 1 2 4 5 6, hàng hóa là HS code là 0 1 2 4 5 6, thì tất cả các nước mà nằm trong công ước HS này người ta đều biết đấy là con chó các bạn ạ. Đấy, đều xuất nhập khẩu đấy là con chó, hoặc đấy là con chuột chẳng hạn, như là 5 6 7 8 9 10 chẳng hạn. Đấy thì người ta nghĩ đấy là con chuột, mà các bạn không phải ghi tiếng Anh là mouse hay là mice hay là gì đó nhá. Đương nhiên các bạn cũng phải ghi tên hàng ra, nhưng mà những con số này thì lại là số ấy, thì dùng chung trên toàn thế giới, chữ thì lại khác nhau nhá, mặc dù tiếng Anh là dùng phổ biến nhưng mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ quốc gia của rất nhiều nước. Người ta mới nghĩ ra một cách là bây giờ là hàng hóa sẽ được phân loại bằng những con số. Và việc bây giờ, nhưng mà cái vấn đề tại sao là cái con chó đấy người ta ghi là 0 1 2 4 5 6, nhưng tại sao người ta phải phân loại ra làm gì nếu mà mặc định nó là con chó rồi? Thì như này, như các bạn đã biết thì chó thì có rất nhiều loại con chó khác nhau, rất nhiều loại khác nhau. Ví dụ chó Bắc Kinh chẳng hạn, Chihuahua chẳng hạn, hay là chó béc dê chẳng hạn, hay là ở Việt Nam thậm chí còn chó Phú Quốc rất khôn, có rất nhiều loại chó khác nhau, chó lông xù rồi chó mặt sệ hay là chó pitbull chẳng hạn, có cả 100.000 loại chó khác nhau. Đây chỉ là mình lấy là ví dụ một mặt hàng nhá, chứ còn mặt hàng khác thì nó tương tự như vậy, nó rất nhiều. Ví dụ như hoa thì có rất nhiều, hàng tỷ loại hoa đúng không ạ nhỉ, thậm chí thực phẩm ăn uống, mặt sữa thì cũng có hàng nghìn loại sữa khác nhau đấy. Một mặt hàng thường có rất nhiều các hàng hóa mà tương tự, nó chỉ khác nhau thành phần và khác nhau tính chất thôi, như vậy công dụng thì lại giống nhau chẳng hạn. Đấy, cho nên là người ta sẽ phải phân loại kỹ ra, ví dụ như là con này là con chó chẳng hạn, nhưng mà đôi khi anh chị nhập về người ta phân loại là chó Bắc Kinh hay là chó Nhật Bản hay là chó béc dê hay là chó pitbull chẳng hạn, thì những con số này nó đôi khi nó phải khác đi một chút. Đấy, ví dụ như 4 số đầu giống nhau nhưng mà số đuôi nó khác nhau để phân biệt những loại chó như thế nào, như mình đã nói này. Đấy, chó béc dê hay là chó pitbull hay là chó Phú Quốc chẳng hạn, người ta phải chia ra. Đấy, thì người ta phải phân loại hàng hóa nó ra để giả ra những con số đặc biệt, để khi người ta trao đổi mua bán với quốc tế với nhau ấy, thì người ta biết đấy chính xác là hàng hóa gì. Chứ chó thì có rất nhiều loại đấy, chứ không phải phân biệt chó với mèo nhá. Phân biệt chó với mèo là một cách rồi, ngoài ra còn trong loại chó đó hoặc cả trong loại mèo đó có rất loại mèo, nhiều mèo, rất loại nhiều chó khác nhau, thì người ta phải chia nhỏ những con số này ra để nó chính xác hơn các bạn. Đấy, để chính xác hơn. Thực tế thì mỗi người đều có số phận của nó, bản thân con người đều có số thôi, thì đương nhiên là chó mèo nó phải có số, như hoặc là các sản phẩm như là máy tính, điện thoại hay là thậm chí cái micro mình đang dùng để đọc cho các anh chị đây thì cũng đều có, người ta đều có mã số hết các bạn, đều có số phận hết. Cho nên là hàng hóa thì có số, và đương nhiên nguyên tắc phân loại hàng hóa là một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất thôi, chứ nếu có nhiều mã số thì không phải nói làm gì các bạn ạ. Đấy, mỗi một người chỉ có một mã số, giống như số trên chứng minh nhân dân của chị ấy, hoặc số căn cước ấy, mỗi người chỉ có một cái thôi. Chứ các bạn làm hai cái chứng minh hai số khác nhau đương nhiên là chứng minh giả rồi các bạn, đúng không? Thì các bạn thì ở đây cũng thế, hàng hóa được phân loại thứ nhất là để xác định mã số hàng hóa, thứ hai nữa để phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác. Ngoài ra mình xóa này đi, ngoài ra đây này, để xác định mã số là cái mã HS vừa rồi ấy, ngoài ra để làm cơ sở tính thuế nữa cơ. Đến phần này mình sẽ nói rất chậm thôi, để làm cơ sở tính thuế đấy. Như các bạn biết đấy, một mình vừa nói ví dụ vừa rồi, ví dụ như là chó Phú Quốc hay chó Berlin hay là chó Nhật Bản hay chó Bắc Kinh chẳng hạn,
hay là Chihuahua chẳng hạn, rất nhiều loại chó khác nhau. Thì tại sao người ta phải xác định làm gì? Hoặc là từ mình phân biệt nữa, chó và mèo ấy, đấy, tại sao phải phân biệt làm gì? Để làm cơ sở tính thuế. Ví dụ như là thuế nhập sở, thuế xuất khẩu của con chó nó khác nhau rất nhiều. Đôi khi thuế nhập khẩu con chó ấy nó lại thấp hơn thuế nhập khẩu con mèo, hay thậm chí thuế nhập khẩu con chó đấy, cùng là con chó nhá, nhưng mà thuế nhập khẩu của con chó Bắc Kinh ấy về Việt Nam lại thấp hơn thuế nhập khẩu con chó từ chó béc dê hay là chó pitbull, hoặc ngược lại nhá, hoặc ngược lại, hoặc cũng có thể bằng nhau. Đấy, cho nên người ta phải xác định nó là hàng hóa là gì, mã số là gì để có cơ sở tính thuế, để có cơ sở tính thuế. Để đây chắc mình dở cái này ra cho các bạn nhìn rõ không nhỉ? Ở trên đây. Đấy là mình dở cái này ra. Máy mình tương đối chậm. Vậy sẽ phải phân loại hàng hóa nhé. Phân loại hàng hóa là quan trọng lắm bạn, trong xuất nhập khẩu ấy. Đây bạn nhìn này, bạn nhìn trên cái đây này, trên cái danh mục này. Đấy, ví dụ nhá, mình lấy ví dụ này, ví dụ như động vật sống cho bò, động vật sống cho bò mà khi bạn làm hóa đơn thương mại hay là bạn làm hợp đồng mua bán ấy, thì với nước ngoài bạn dùng tiếng Anh đi, bạn ghi là live bovine animals, là động vật sống cho bò. Ví dụ như là bạn xuất nhập khẩu con trâu chẳng hạn, đây mình lấy cái mã này là con trâu đi, là buffalo đúng không? Buffalo đúng không? Thì bây giờ ấy, con trâu ấy thì sống nhá, là động vật sống nó thuộc cái nhóm này này, 0102 này, bốn số này người ta gọi là nhóm hàng, 0102 bốn số này người ta gọi là nhóm hàng. Sau đó người ta chia nhỏ ra, thế là tất cả động vật sống, ví dụ như động vật sống họ trâu bò thì nằm ở đây, thì là 0102. Tuy nhiên người ta chia nhỏ trong đấy nó có nhiều đó, ví dụ bò thiến này, loại khác chẳng hạn, hay gia súc đực, hay ví dụ con trâu đây, thì nó cũng phải là 0102. Đấy, đều là động vật sống họ trâu bò, nhưng nó chia ra là trâu loại thuần chủng để nhân giống thì nó mã này 0102. Đây này. 01 hơi nhỏ đúng không? 0102 3100 là trâu sống thuần chủng để nhân giống. Tức là nếu bạn nhập về để nhân giống ấy, hoặc bạn xuất đi để nhân giống ấy, nhắc lại các bạn nhá. Thì phân loại hàng hóa thì dùng cho cả hàng hóa xuất và nhập, dùng cho cả, ví dụ như là con trâu này ấy, xuất đi hay nhập về thì nó chỉ có một mã duy nhất thôi, bản thân nó vẫn chỉ là con trâu thôi. Nhưng mà thuế sẽ khác nhau nhá. Cùng con trâu đấy mà khi xuất đi khi là không phải đóng thuế, mà khi nhập về các bạn đóng thuế rất nhiều loại thuế. Nó chỉ giống nhau về mã hàng thôi, hay là mã nét ấy, hay là mã số hàng hóa ấy. Nhưng mà khác thuế xuất thì nó khác nhau. Đấy, thuế xuất nó khác nhau. Ví dụ con trâu đấy mình nhập về là 0102 3100 để nhân giống ấy, thì mình các bạn mã này. Tuy nhiên nếu bạn vẫn nhập con trâu mà không phải để nhân giống thì lại 0102 vẫn thuộc cái nhóm này nhá. Nhưng mà lại 0102 lại 39 nữa chứ không phải là 31 giống ở trên nữa. 3900 đấy, loại khác là còn lại của loại trên nhé, chứ không phải ngược lại loại trên. Loại khác là còn lại để của loại trên. Ví dụ con trâu rất nhiều dùng để rất nhiều mục đích, nếu bạn nhập về để nhân giống ấy, thuần chủng để nhân giống, bạn áp mã trên. Còn nếu bạn nhập về mục đích còn lại chẳng hạn, còn lại nhá, chứ không phải là ngược lại. Còn lại ví dụ bạn nhập về để làm cảnh chẳng hạn, hay nhập về để đi cưỡi đi chơi chẳng hạn, nhập để làm gì đó biết là không phải làm giống đấy, thì các bạn là đưa mã 0102 3900 3900 đấy, 3900. Thì ở đây người ta nói rằng là bạn nhìn ở đây là phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở để tính thuế. Đấy, bây giờ mình quay trở lại cái biểu thuế. Mình sẽ thấy rằng này, ví dụ như bạn nhập con trâu loại thuần chủng để nhân giống ấy, thì bạn nhìn thuế này. Thuế ưu đãi, còn thuế nhập khẩu ưu đãi, bạn nhập về thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Nhưng nếu bạn nhập con trâu đấy về mà không phải để nhân giống, để làm gì đó kệ các bạn, thì thuế nhập khẩu sẽ là 5%. Đấy, dùng để tính thuế. Thế chỉ một con trâu thôi mà bạn nhập về mục đích gì ấy, đấy nó có chức năng mục đích gì à, thuế đã khác nhau rồi. Nếu để nhân giống thì là 0%, không phải đóng thuế. Còn nếu mà bạn để làm mục đích khác, bạn phải đóng thuế. Đấy, thậm chí bạn phải đóng thuế. Đấy, bạn không dùng cái cổ thuế nhập khẩu thông thường rồi nhá, mình dùng cổ thuế này này. Thậm chí nhập khẩu thông thường thuế xuất cũng khác nhau. Nhập khẩu thông thường là khi là hàng hóa mình nhập khẩu từ đây này, thuế nhập khẩu thông thường này là khi mình không nói đến thuế, biểu thuế nhá, chỉ nói qua là tại vì mình có một video chia sẻ là cách anh chị đọc biểu thuế rồi, nó khác nhau rất nhiều nhá.
cái biểu thuế này chỉ để tham khảo thôi, file Excel này tham khảo tải đầy trên mạng ấy. Chứ còn biểu thuế chính thức ấy, của nghị định của nhà nước, nghị định của chính phủ người ta ra cái biểu thuế, còn cái file Excel này ấy, là mình tải trên mạng để dễ nhìn, để dễ so sánh thôi. Đấy, chứ còn muốn biểu thuế nó là một cái nghị định chứ không có file Excel đâu. Đấy, thì nếu mà thuế nhập khẩu thông thường là khi mình cái cột này này, khi nào mình nhập hàng hóa từ các quốc gia không phải thành viên của tổ chức thương mại thế giới hoặc không có mối quan hệ tối hiệu quốc với Việt Nam ấy. Đấy, ví dụ một số nước ở châu Phi, Ethiopia hay là một số quốc gia nào đó ở đây trong danh sách này, thì bạn dùng thuế nhập khẩu thông thường. Còn lại bạn nhập khẩu từ các quốc gia còn lại thì bạn dùng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi là cột này. Đấy là thuế nó khác nhau nhá, cùng con trâu đấy một thuế 0% hoặc 5% để tính thuế các bạn ạ. Đấy, để tính thuế các bạn nhá. Ở đây, đây là danh sách các vùng lãnh thổ có tối quan hệ quốc ở Việt Nam này, là mình nhập khẩu từ các quốc gia trong danh sách này thì dùng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Hiện nay là 172 quốc gia. Còn lại ở thế giới có hơn 200 quốc gia cơ. Như vậy khoảng 20-30 quốc gia còn lại thì không có mối quan hệ tối hiệu quốc với Việt Nam thì không dùng thuế xuất, thì sẽ không cùng cái này, thì sẽ không dùng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mà dùng thuế xuất nhập khẩu thông thường, thường là cao hơn. Đấy, không có mối quan hệ với Việt Nam thì nhập về thuế xuất cao hơn. Đấy, mình trở lại vấn đề nhá. Đấy, dùng phân loại hóa để xác định mã số làm cơ sở để tính thuế. Thứ hai nữa là thực hiện chính sách hàng hóa, quản lý hàng hóa xuất khẩu. Đấy, bây giờ mình sẽ viết ở đây để các bạn dễ hình dung này. Phân loại hàng hóa để xác định được HS code là mã số hàng hóa nhá, hay gọi là mã số trong hệ thống hài hòa và hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa, gọi là hệ thống HS code, hay là nó chính là mã số hàng hóa đấy. Đấy, mã số hàng hóa chính là HS code nhá. Thì để hai mục đích là, thứ nhất là để cơ sở tính thuế như mình đã nói rồi, khi nào là thuế 0%, khi nào là 5% vừa rồi ấy. Đấy, thì hoặc là thậm chí là con chó nó nhiều loại chó khác nhau, thuế cũng khác nhau cơ. Đấy, thứ hai nữa là thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Đây là ở trên là để xác định mã số để thể hiện chính sách thuế, để xem thuế là bao nhiêu. Thứ hai nữa là để xác định chính sách hàng hóa, đấy, cái phần này này, chính sách quản lý hàng hóa, chính sách mình viết tắt nhá, quản lý hàng hóa. Các bạn phải nhớ cái này nhá, phân loại hàng hóa để làm gì ấy. Thứ nhất, phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa, làm cơ sở để xác định mã số là gì. Từ cái mã số này ấy, mình sẽ tìm được xem là thuế của hàng hóa là bao nhiêu tiền, là hay là chính sách quản lý hàng hóa. Vậy chính sách quản lý hàng hóa là gì nhá? Chính sách quản lý thuế thì mình biết rồi nhá, thuế cao hay thấp 5%, 7%, 10%, 6% thì mình biết rồi, trong biểu thuế mình dở anh chị xem rồi. Còn chính sách quản lý hàng hóa ấy, là chính sách thực hiện chính sách quản lý hàng hóa này đấy, là thứ nhất ấy, là xem hàng hóa đó có bị cấm hay không, có bị cấm hay chính sách mà không cần phải thuế nữa, xem hàng hóa này có bị cấm hay không. Mình đã có video chia sẻ là hàng hóa xuất khẩu ấy, ở Việt Nam nhé thì có 7 nhóm mặt hàng xuất khẩu cấm, hàng hóa nhập khẩu thì có 14 nhóm mặt hàng hàng hóa nhập khẩu bị cấm. Đây là nghị định của chính phủ nhé. Ngoài ra còn các bộ người ta căn cứ vào các nhóm đấy, nhóm hàng hóa xuất và nhập đó, người ta đưa ra các thông tư quy định rõ hơn mặt nào, hàng hóa nào cấm, hàng hóa nào được nhập về, không cấm thì được nhập về rồi đúng không. Ngoài ra thì đấy là chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, xem nó có cấm không. Thứ hai nữa là nếu không cấm thì xem mặt hàng đó có phải xin giấy phép không. Không cấm thì nhưng nhập về hoặc xuất đi phải xin giấy phép. Đấy, có rất nhiều mặt hàng phải xin giấy phép các bạn ạ. Ví dụ như ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các chị nhập vàng về nguyên liệu về để sản xuất ấy, vàng nguyên liệu nhá, đừng nhập vàng cục với cả vàng miếng nước thì, để buôn bán là các chị phải có giấy phép. Mà nguyên liệu với vàng tấm, vàng cám các thứ ấy, thì phải xin phép. Hoặc là các chị giấy phép thì nhiều lắm, hoặc là một số thiết bị mà công nghệ thông tin truyền thông ấy, thu phát sóng ấy, các chị phải xin giấy phép. Hay là thậm chí là pháo hàng hải, mà pháo mà bắn trên biển đi ấy, gặp sự cố bắn thì các bạn xin giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải chẳng hạn. Đấy, có rất nhiều mặt hàng các chị phải xin giấy phép. Đấy, cấm và xin giấy phép không, thì mình có video mình chia sẻ trên kênh của mình ấy, là những mặt hàng nào cấm này, có video chia sẻ những mặt hàng nào phải xin giấy phép này. Tiếp theo, những mặt hàng mà không phải xin giấy phép nhưng phải kiểm tra chuyên ngành,
Đấy, không phải xin phép nhé, nhưng phải kiểm tra chuyên ngành. Trong kiểm tra chuyên ngành này ấy, có 5 dạng sau đây. Thứ nhất là hàng hóa đó phải kiểm dịch động vật hoặc thực vật. Cứ động thực vật các chị nhập về đến vậy kiểm dịch, sợ lây bệnh mà. Kiểm dịch đấy là kiểm tra chuyên ngành. Cái thứ hai nữa là kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Có rất nhiều mặt hàng về dùng để ăn uống ấy, chị phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới đạt tiêu chuẩn để các chị bán thị trường trong nước. Ba nữa là các chị vào kiểm tra văn hóa, xem nội dung văn hóa là các ấn phẩm các chị nhập về, băng đĩa, sách, bản đồ nhập về có các nội dung xuyên tạc hay là có nội dung đồi trụy hay là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam hay không, hay là nói xấu đả đảo ai không, hay là thậm chí là có đường lưỡi bò hay không, vân vân. Cái đấy đương nhiên là phải đi kiểm tra chuyên ngành, phải đi kiểm tra nhé các bạn nhé, chứ không phải các bạn cứ nhập về đâu. Trường hợp thứ tư nữa là kiểm tra kiểm dịch này, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm này, kiểm tra văn hóa này, ba kiểm tra chất lượng nữa. Đấy, ví dụ một số mặt hàng kính xây dựng hoặc gạch xây dựng anh chị nhập về phải đi kiểm tra chất lượng, xem nó đủ chất lượng không, hay là nhập ô tô xe máy về các bạn phải đi kiểm tra chất lượng, bảo vệ môi trường và an toàn kỹ thuật, xem ô tô xe máy đó có đạt hay không, khí thải các thứ không, đấy là người ta gọi kiểm tra chất lượng nhá. Ngoài ra có một số có cái kiểm tra y tế nữa, thì năm cái này người ta gọi là kiểm tra chuyên ngành. Đấy thì nếu mà không cấm ấy, thì phải xin giấy phép, nếu không phải xin giấy phép thì phải kiểm tra chuyên ngành. Đôi khi có những mặt hàng vừa phải xin giấy phép này, đấy, vừa phải đi kiểm tra chuyên ngành nữa, các bạn xem nó có đạt tiêu chuẩn hay không thì kiểm tra chuyên ngành nhé. Ngoài ra có một số trường hợp nữa là không phải kiểm tra chuyên ngành nhưng các chị phải đi khai báo hóa chất, nhập hóa chất về ở một số danh mục thôi. Hóa chất có cả tỷ loại mà, tuy nhiên có một số mặt hàng phải đi khai báo hóa chất, có một số mặt hàng phải đi xin giấy phép, ví dụ như tiền chất công nghiệp và tiền chất ma túy chẳng hạn, acid chlorhydric, acid sulfuric, acetone chẳng hạn, đấy các chị là tiền chất các vậy, các chị phải xin giấy phép. Còn một số hóa chất khác thì các chị phải đi khai báo hóa chất, không phải xin giấy phép chẳng hạn. Đấy, nó có rất nhiều tiêu chuẩn các bạn, có rất nhiều tiêu chuẩn thì đấy là liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thậm chí là còn một số mặt hàng còn liên quan đến chính sách quản lý, còn liên quan đến là cái thương nhân đó được chỉ định, ví dụ như gạo chẳng hạn, bạn phân loại hàng hóa gạo ra mặt hàng gạo thì gạo không phải doanh nghiệp nào cũng được xuất khẩu gạo nhá, mặc dù Việt Nam là nước nằm trong top 3 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, hình như mình được biết hình như là số 2 luôn ấy, sau Thái Lan hay sao ấy, là mình xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới đấy, nhưng mà không phải là doanh nghiệp nào mình cũng được xuất khẩu gạo nhá. Đấy, nếu mà chị phân loại là mã số là gạo thì các chị phải được Bộ Công Thương cho phép nằm trong danh mục những công ty được xuất khẩu gạo cơ, như mình biết là hơn 200 công ty thì phải, hoặc là thuốc lá chẳng hạn, phải là tổng công ty thuốc lá Việt Nam cơ thì các bạn mới được nhập khẩu thuốc lá. Đấy thì người ta phải phân loại ra, các bạn lưu ý, hoặc là một số các sản phẩm đặc biệt ví dụ như là rượu chẳng hạn thì lại có quy chuẩn riêng, các bạn phải đi dán tem hay đi kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đi công bố hợp quy hay gì đó nhá, hoặc là bắt những phế liệu nhập khẩu chẳng hạn thì các bạn phải điều kiện tiêu chuẩn nào, hoặc là khoáng sản dùng cho xây dựng xuất khẩu đi thì bạn Bộ Xây dựng, còn khoáng sản dùng cho các loại không phải xây dựng thì do Bộ Công Thương, thì mình có video chia sẻ rồi, thì đấy là xin ý kiến của Bộ Công Thương, lúc này không liên quan đến thuế nữa mà liên quan đến giấy phép hoặc là kiểm tra chuyên ngành hoặc các điều kiện đạt tiêu chuẩn. Đấy, thì các bạn lưu ý nhé, đây chính sách, hoặc là những mặt hàng mà người ta phân loại ra là các bạn phải làm mở tờ khai tại cửa khẩu, là ở nơi nào có cảng biển, nơi nào có sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, đường sông, đường thủy nội địa quốc tế, hay là đường sắt liên vận quốc tế, hay đường bộ quốc tế, đấy thì các bạn phải mở tờ khai tại đấy. Còn nếu không có các cửa khẩu đấy thì các bạn không được mở tờ khai cơ. Ví dụ như nhiều lô hàng các bạn mở tờ khai tại khu công nghiệp thì được, khu công nghiệp thì nằm trong nội địa rồi, nhưng mà khu công nghiệp không phải là cửa khẩu, tại vì không có sân bay quốc tế, không có đường biển quốc tế, không có đường bộ quốc tế hay đường sắt liên vận quốc tế ấy, thì bạn không được làm thủ tục nhập khẩu ở đấy, mà bạn phải ra cảng biển quốc tế hay là cảng hàng không quốc tế hay đường bộ quốc tế cơ thì bạn mới được làm các bạn nhé. Đấy, hay một số mặt hàng phế liệu ấy, thì bạn phải còn không được nhập qua cửa khẩu đường bộ cơ. Đấy, người ta có người đấy, đấy là chính sách quản lý hàng hóa nhá. Đấy, nó không liên quan đến thuế nữa mà liên quan đến chính sách. Đấy, bạn lưu ý nhá. Hoặc là có những mặt hàng thì vừa kết hợp cả chính sách thuế và cả giấy phép nữa, ví dụ như một số mặt hàng liên quan đến hạn ngạch thuế quan ấy, hạn ngạch thuế quan như là trứng gia cầm chẳng hạn, trứng gia cầm hay là đường chẳng hạn, hay là muối
hoặc là nguyên liệu thuốc lá chẳng hạn. Đấy thì các bạn vừa phải có giấy phép tư nhân, vừa có giấy phép, vừa phải nằm trong hạn ngạch nữa, vừa phải có thuế này, vừa phải giấy phép. Đấy thì có những mặt hàng thì phân loại hàng hóa để mục đích như thế đấy, để xác định mã số hàng hóa là 123456 chẳng hạn, và cái mã 123456 này dùng để cơ sở giờ để tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Đấy các bạn thấy không, chỉ có bốn cái dòng này thôi mà mình giải thích cho các bạn nửa tiếng rồi các bạn, nửa tiếng rồi. Tất nhiên là khi nào các bạn đi làm thì các bạn thấy cái việc này phân loại hàng hóa là việc đơn giản, cách bạn chỉ biết là con chó con mèo hay là máy tính hay là cái máy móc máy cày máy bừa hay là điện thoại hay là đồ nội thất các chị phân loại như thế nào thôi, nhưng mà các bạn không hình dung được tại sao mình phân loại thế, để làm gì thì để tính thuế nhá, để tính thuế, để giống cái file này này, để xác định mã số ở bên này này, cái cột này này, đấy cái cột này này, đấy là như thế nào, để sau đó các chị mới từ cái cột này các chị gióng qua bên này thuế suất là như thế nào. Đấy, ngoài ra còn sao đây, còn bị kiểm dịch này, chính sách mặt hàng kiểm dịch đấy, đây là chính sách mặt hàng nhá, vừa phải tính thuế vừa phải chính sách mặt hàng đấy các bạn xem. Thì đó là nội dung về phân loại hàng hóa để làm cơ sở để tính thuế, và nhớ hai cái này nhá, cơ sở để tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa, cả hai cái luôn các bạn ạ, chứ không phải để tính thuế không nhá. Xem chính sách mặt hàng là có giấy phép hay không, có bị cấm hay không, có phải kiểm tra an toàn thực phẩm hay không. Đấy. Tiếp theo nữa là khi phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hồ sơ hải quan. Khi phân loại hàng hóa thì phải căn cứ là hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để làm gì này, để xác định được tên gọi, xem hàng hóa đó là con chó hay là con mèo. Nếu mà là con chó thì là chó Phú Quốc hay là chó chó Chihuahua hay là chó mặt sệ Pitbull chẳng hạn. Xác định được tên gọi nhá, đây giống này, để xác định được tên gọi là gì, đây tên của nó là gì đấy. Khi xác định mã số thì xem tên nó là gì, châu dùng để thuần chủng để nhân giống hay là châu về nhập về làm gì đó, hoặc là giống châu gì, 123 châu California hay là châu Berlin hay là chó lông dù, để xác định tên của nó đấy, để xác định tên nhá, đấy nhập khẩu này, để xác định tên gọi, xác định mã số chị biết rồi, theo danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, đây chính là cái danh mục đây này, từ cái này này đến cái phần này này, đến phần môi đậm này, này từ cột D này đến cột G thì là danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, đây chính là HS nhá, chứ không phải biểu thuế, mình phải xóa cái này đi, mình ẩn cái này đi, cái này có thuế suất là biểu thuế rồi. Đây này, từ cột này đến cột này này, cột mã hàng này, mô tả này, tất nhiên là đây là cái bản song ngữ, ở bản mô tả Việt Nam thì không có tiếng Anh, còn nước ngoài thì không có tiếng Việt, nước ngoài là mã hàng, tên và đơn vị tính. Đấy, đơn vị tính ở Việt Nam thì phải người ta phải dịch ra. Thì cái phần bôi đậm này ấy, thì người ta gọi là danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Khi phân loại hàng hóa thì phải theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, chứ không phải theo biểu thuế các bạn nhá. Chứ không phải theo biểu thuế, tôi nhắc lại nhá, là theo danh mục hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu của Việt Nam. Đây này, mình đang nói quy định phân loại hàng hóa của Việt Nam ấy, theo cái danh mục này. Chứ còn từ cái cột này trở đi các chị, đây là thuế rồi. Tại vì cái file Excel này là cái một người nào đó người ta làm ghép cả cái danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và biểu thuế nữa, người ta gộp lại cho dễ theo dõi thôi. Chứ còn cái danh mục này nằm trong thông tư riêng ấy nhá. Thông tư riêng ấy, đấy. Mình sẽ có chia sẻ cái danh mục này. Danh mục thì khi phân loại hàng hóa người ta vào dựa vào danh mục, chứ không phải dựa vào biểu thuế nhá. Chứ không phải dựa vào cái biểu thuế này. Các biểu thuế này phân loại hàng hóa. Ý nghĩa của việc tại sao người ta dùng phân loại hàng hóa để dựa theo danh mục này ấy, là mình xác định cho nó đúng thôi, hàng hóa là hàng gì, là trâu để làm gì, ngựa để làm gì, lợn để làm gì, chứ không phải sau đó mới tìm ra số thuế. Đấy, sau đó thì mới đây này, sau đó thì mới là cơ sở để tính thuế, chứ không phải là các bạn phân loại hóa bạn dựa vào thế ông này 0%, các bạn nói rằng tôi trâu về để thuần chủng, chứ không, trong khi trâu bạn không có chức năng thuần chủng mà các bạn đánh nhé, các bạn phải đóng 5% thì các bạn lại đóng 0% ở phía trên ấy. Các bạn nói là châu tôi phải thuần chủng, phải chứng minh thuần chủng, có phải chứng minh để nhân giống thì các bạn chứng minh là da phả của con châu đó dòng giống gì có được ấy không, chứ không phải bạn ở Việt Nam quy định không phải là nhập động vật về động vật nào cũng để nhân giống nhá, chứ chả ai đi ví dụ như là nhập khẩu ốc bươu vàng về nhân giống thì mà chết à, hay là nhập khẩu giày nâu về phá hoại mùa màng để nhân giống, mà đất à,
đúng không các bạn? Không phải động vật nào cũng để nhân giống đâu các bạn ạ. Nhiều động vật ngoại lai về nó phá hoại luôn đấy. Đấy. Thì người ta có quyết định nhá, muốn nhập về nhân giống đúng không? Phải chứng minh đi. Ông có gia phả của con trâu hay không? Bố mẹ nó tên là gì? Dòng giống gì? Có được tiêm chủng ngày nào không? Sản lượng có tốt không? Thì mới được nhân giống như đúng không các bạn nhỉ? Đấy. Thì người ta phải dựa vào cái danh mục này. Dựa vào danh mục này để làm nhá. Chứ không phải nhìn những các anh chị căn cứ vào cái thuế này. Cứ thấy thuế thấp thì các anh chị áp vào, hoặc là cứ thấy thuế cao ông kia ấn định thì không được. Đấy, sau khi mình tìm được cái mã số nào rồi thì các bạn mới xem là thuế là bao nhiêu. Đấy bạn nhớ, cho nên là người ta nói là phân loại hàng hóa theo cái danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Mình nhắc lại cái danh mục đấy nhá. Đây là danh mục đấy, là từ cột D đến cột G này, bôi đậm này là danh mục không liên quan gì thuế xuất. Ở bên này là biểu thuế rồi. Còn từ cột này đến cột này này, đấy, cột D này đến cột G trên Excel, hoặc là đây từ B đến E này đấy, đấy thì người gọi danh mục, có cái thông tư quy định danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Thì mình sẽ để đường link phía dưới để các bạn tải về nhé. Còn biểu thuế này nó nhiều nghị định lắm, rất nhiều nghị định. Còn ông này là một thông tư riêng là danh mục nhá. Vậy mình nhắc lại này, phân loại hàng hóa để xác định được mã số làm cơ sở để tính thuế. Thứ nhất là tính thuế, thứ hai là thực hiện chính sách hàng hóa. Mình nhớ cả hai cái này nhá các bạn nhá. Đấy. Và khi phân loại hàng hóa phải căn cứ vào cái này, người ta rất hỏi căn cứ vào đâu, thì phải căn cứ vào hồ sơ hải quan. Hồ sơ hải quan là gì thì ở trên mình đã nói rồi. Hồ sơ hải quan là đây là mình đã nói thế nào là hồ sơ hải quan rồi. Các bạn xem hồ sơ hải quan mình chưa nói à? Đây, hồ sơ hải quan này gồm tờ khai hải quan này. Đầu tiên phải tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp xuất trình cho cơ quan hải quan, đấy gọi là hồ sơ hải quan. Thì thông thường hồ sơ hải quan bắt buộc phải có tờ khai hải quan hoặc các chứng từ khác thay thế tờ khai hải quan, tương đương tờ khai hải quan nhé, hoặc các chứng từ khác thay thế tờ khai hải quan và các chứng từ khác. Thì ở phần dưới mình sẽ có là hồ sơ hải quan gồm gì ấy, nhưng mà chắc chắn phải có tờ khai hải quan. Hồ sơ gồm phải có nhiều cái, thì trong đó có tờ khai hải quan và các chứng từ khác, ví dụ như đây này hồ sơ hải quan này, tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế, hai cái này gọi tương đương nhau nhá. Ngoài ra còn có một số chứng từ liên quan khác, thì A và B này người ta gọi hồ sơ hải quan. Tùy trường hợp phải xuất trình hợp đồng mua bán này, sale contract này, hóa đơn thương mại này, invoice này, chứng từ vận tải, ví dụ vận đơn là bill of lading này, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa này là certificate of origin này, CO ấy, viết tắt là CO ấy, hay là giấy phép này, xuất khẩu, nhập khẩu nếu hàng hóa đó có giấy phép nhá. Không có thì thôi các bạn ạ. Như mình đã chia sẻ, không phải hàng hóa nào cũng có giấy phép nhá. Văn bản thông báo kiểm tra chuyên ngành này, ví dụ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm này. Không phải hàng hóa nào cũng có cái đấy nhá. Có nhiều hàng hóa, ví dụ các chị nhập cái nệm về, nệm hay là cái đệm để nằm chẳng hạn, hay các chị nhập bộ quần áo bình thường về thì còn chả phải có giấy phép gì. Các chị cứ nhập về bình thường các chị bán đúng không, hay là các chị nhập ở cái sạc pin điện thoại về thì cứ thế mà nhập thôi, chứ cần gì phải giấy phép, cần gì phải kiểm tra chuyên ngành làm gì đúng không nhờ các bạn nhỉ. Đấy, thế thôi. Hay các bạn nhập về mình uống nước chút nhá. Các bạn nhập cái quyển 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 vở về giấy giấy trắng về, ví dụ giấy A4 về, thì các bạn làm gì phải có cái giấy phép gì đâu, cũng chả phải kiểm tra chuyên ngành. Đấy, nếu mà cái sản phẩm của bạn về mà có phải kiểm tra chuyên ngành thì các bạn phải có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành có đạt hay không, đạt kiểm dịch hay không, đồ ăn đồ uống bạn nhập về mì tôm về thì đưa các bạn về thông báo về, các bạn phải đi kiểm tra chuyên ngành rồi xem nó có đạt chất lượng hay không, an toàn thực phẩm không thì mới được nhập về đúng không, hay nhập xúc xích vậy tương tự thôi. Nếu bạn nó có cái thông báo đạt thì người ta cho nhập, hoặc là bạn có nó cơ quan kiểm tra chuyên ngành người ta nói là miễn, thì cái giấy miễn đấy ghi là miễn, mặt hàng là miễn, thì bạn nộp cho vào hồ sơ hải quan thì sẽ được miễn. Đấy, thế nhá. Thì tất nhiên là hồ sơ hải quan thì gồm có chứng từ giấy hoặc là chứng từ điện tử, hai cái này có tương đương nhau. Chứng từ điện tử là khi bạn scan cái chứng từ giấy đưa lên mạng ấy, hoặc chứng từ điện tử, hoặc là các dùng các ký tự điện tử chẳng hạn, ký tự điện tử giống như là bạn gửi thư ấy,
email ấy, thì đấy chính là thư điện tử ấy, thì nó có ký tự đấy, hoặc là bạn có file PDF hoặc là file Excel bạn scan lên thì cũng có gọi là chứng từ điện tử, còn không thì bạn có chứng từ giấy. Tuy nhiên hiện nay thì mình biết thì các bạn là dùng chứng từ điện tử nhiều hơn và dùng chữ ký số để các bạn truyền lên nhé, truyền lên đấy, thì các bạn dùng những cái đó. Đấy là phân loại hóa về căn cứ vào hồ sơ hải quan nhá, tờ khai hải quan và các chứng từ liên quan với những vận đơn bill lading hoặc là airway bill, vận đơn hàng không chẳng hạn. Vận đơn đường biển thì là bill lading, vận đơn hàng không gọi là airway bill, hoặc là nếu mà các bạn có CO giấy nhận xuất hàng hóa các bạn nộp vào, hay là có hợp đồng mua bán vân đấy. Ngoài ra tài liệu kỹ thuật nữa, bạn xem là cái tài liệu kỹ thuật là tài liệu hướng dẫn sử dụng chẳng hạn, hay là hướng dẫn lắp đặt của các sản phẩm đó thì gọi là người ta gọi tài liệu kỹ thuật, và các thông tin khác liên quan hàng hóa xuất khẩu đấy, phải căn cứ vào hồ sơ hàng là gì nhá, tài liệu kỹ thuật nhá, để xác định, để mới xác định được tên gọi hàng hóa là gì, tên gọi của nó, mã số của nó theo cái danh mục đây, theo cái danh mục này đây, cái danh mục này đấy, đến đây nhá, đây gọi là danh mục, đừng liên quan đến thuế nhá, phân loại hàng hóa thì không liên quan đến thuế các bạn ạ. Phân loại hàng hóa thì để xác định hàng hóa theo tên gọi mã số theo cái danh mục này, từ tên gọi mã số thì người ta mới làm cơ sở để tính thuế và xem hàng hóa đó ví dụ như là con trâu này có phải đi xin giấy phép không, ông con này chắc nhập về chắc chắn phải ấy rồi, phải đi kiểm tra chuyên ngành rồi, sợ nó con trâu bị dịch bệnh thì sao, đúng không nhỉ, lở mồm long móng thì sao đấy, thì phải đi kiểm dịch đấy, thì đấy là chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu. Còn con trâu đóng 5% hay 10% thì đấy là tính thuế, người ta phân loại ra, nhớ nhá, theo cái danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, phân loại hàng hóa. Cái danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam bao gồm mã số, tên gọi, mô tả hóa và đơn vị tính. Đây là mã số này. Đây, mã số này, tên gọi này, mô tả hóa này. Châu, mô tả hóa là làm gì? Bạn mô tả rõ ra, và đơn vị tính, đây cột đơn vị tính đây. Là đơn vị tính phải là kg và con nhé, bạn nhập về bạn phải tính là đơn vị là kg hay là con, chứ các bạn không phải tính là đơn vị tính là đàn trâu, những đàn trâu thì không biết là bao nhiêu con cả, đúng không các bạn nhỉ, hay là bạn nói là một container trâu chẳng hạn, chả biết bao nhiêu con, các bạn tính là kg hoặc là tính là con nhé, đấy đơn vị tính nó là quy định như thế. Thậm chí nhiều mặt hàng vải chẳng hạn, thì vải là chương 56 chẳng hạn, năm mấy sáu mấy đúng không. Đấy, sợi chẳng hạn người ta tính đây, ví dụ như là sản phẩm công dệt mền sơ này, đây ví dụ vải đây, bạn nhập về thì bạn phải đơn vị tính là kg này, mét mét khối mét vuông, chứ không bạn không phải tính là đơn vị da là đơn vị đo lường của Anh và Mỹ da, chứ bạn phải đơn vị tính là kg, hoặc bạn không thể tính đơn vị tính là cuộn được, một cuộn thì biết bao nhiêu kg đâu, biết bao nhiêu mét đâu, thì bạn tính rõ ra kg hoặc là mét là mét vuông nhé các bạn nhé, phân loại hóa phải ghi rõ ra đấy, thì người ta quy định này. Tên gọi, cái danh mục ở đây chính là danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, đây này cái danh mục này, đây chỉ đến đây thôi, gọi danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đấy. Ngoài ra bạn mô tả rõ hàng hóa bạn là gì nhá, ví dụ nhập con trâu đấy để làm gì, dòng giống nào và nó kích cỡ như thế nào, rõ ra tùy mặt hàng thôi. Còn đối với máy móc bạn ghi là máy móc dùng về để làm gì, chứ bạn ghi muốn máy móc không thì chả biết máy móc để làm gì, máy cày máy sới dùng cho nông nghiệp, hoặc là kích cỡ bao nhiêu, thông số như thế nào, số seri như thế nào và có nhãn mác gì không, các bạn càng giải thích ra càng nhiều càng tốt. Đấy, còn cái danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam này xây dựng trên cơ sở áp dụng công ước quốc tế mình đã nói rồi về hệ thống hàng hóa mô tả và mã hóa hàng hóa, thì công ước này người ta gọi là công ước HS ấy, như mình chia sẻ ngay từ đầu rồi, gọi là HS, công ước HS. HS là harmonize, là hài hòa, hệ thống system, hệ thống hài hòa, mô tả và mã hóa hàng hóa vào những con số đấy, đấy người ta gọi là hệ thống, là đây là công ước nhé, cái danh mục của Việt Nam được xây dựng trên cái công ước đấy. Tất nhiên công ước đấy thì nó hơi khác một chút thôi, nghĩa là công ước đấy thì nó chỉ có 4 số này này, ví dụ 4 số này hoặc là 6 số thôi đây, hoặc cấp độ 6 số. Ở Việt Nam thì chia ra 8 thêm số thứ 7 số 8, ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8
chứ thế giới nó chỉ có 6 số này thôi, nó kết thúc rồi, hoặc nó chỉ có 4 số này thôi, thì nó kết thúc rồi. Việt Nam thì chia ra nhỏ hơn, Việt Nam và Đông Nam Á được chia nhỏ hơn, ta làm 8 số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 số này. Thực tế thì 6 số đầu tiên, 4 số đầu tiên này cũng không thay đổi so với thế giới, hoặc là 6 số đầu tiên không thay đổi, nhưng Việt Nam chế ra thêm Việt Nam và Đông Nam Á thì 10 số. Người ta có quy định là được phát triển thêm số thứ 7, số thứ 8, số thứ 9, 10, nhưng mà 6 số đầu tiên ấy, thì không thay đổi so với công ước, giữ nguyên. Mèo thì vẫn là mèo, còn mèo gì thì Việt Nam tự chế ra, tự nghĩ ra, hoặc là Thái Lan với cả Đông Nam Á người ta tự ra một cái danh mục riêng, nhưng mà 6 số đầu tiên thì giống trên công ước quốc tế các bạn nhá, không được thay đổi. Đấy, bạn theo công ước quốc tế thì bạn phải giống quốc tế nhá, còn bạn được phát triển thêm một chút thôi. Ví dụ như ở Đông Nam Á thì có, mình không muốn nói chuyên sâu, nhưng mà nếu mà là mình phát triển thêm một mảng nữa thì phải nói thêm một chuyên đề khác nữa. Người ta quy định ở Đông Nam Á thì được mở rộng thêm số thứ 7 và số thứ 8. Cho nên là bạn nhìn cái này nó có 8 số này. Này. Tất cả cái này có 8 số này. Nhưng mà thế giới người ta chỉ có 6 số này thôi, không phải có 8 số này đâu. Thế giới chỉ quy định công ước nó chỉ có 6 số thôi, 5 55 này, 09 52, 6 số. Chứ không chia nhỏ ra nữa. Đấy. Bộ trưởng Bộ Tài chính thì ban hành danh mục này thống nhất trên toàn quốc. Trên cơ sở danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép đấy, cấm này như mình nói rồi, trên danh mục có danh mục cấm nhá, và có danh mục xuất nhập khẩu theo giấy phép nhá. Mình đã nói ngay rất nhiều trên video của mình rồi, thế nào là hàng hóa cấm có danh mục, các bạn vào xem nhá, các bạn vào kênh của mình là kênh Xuất Nhập Khẩu TV. Các bạn tìm là danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu và danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đấy. Ngoài ra thì danh mục hàng hóa thì có giấy phép, danh mục hàng hóa đối tượng kiểm tra chuyên ngành, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng, kiểm tra văn hóa do chính phủ và các bộ ban hành các mã số thống nhất thuộc danh mục này. Đấy, có danh mục này nhé bạn nhé. Tiếp theo là khi tiến hành kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan xác định mã số hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan này, kết quả kiểm tra thực tế, căn cứ vào hồ sơ là doanh nghiệp khai báo như thế nào, trình hồ sơ như thế nào ấy. Ngoài ra còn phải căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, người ta còn gọi là kiểm hóa đó, gọi tắt đó, kiểm tra thực tế hàng hóa đấy. Đấy, hoặc kết quả phân tích giám định, có nghĩa là nếu mà bằng mắt thường kiểm tra thực tế hàng hóa này, bằng mắt thường hoặc bằng kiểm tra hồ sơ, chỉ đọc hồ sơ thôi ấy, mà mình không biết được hàng hóa nó chính xác hay không, hoặc bằng mắt thường ấy mình không nhìn được, tại vì nhiều hàng hóa, ví dụ hóa chất chẳng hạn, tính chất nó không phức tạp, làm sao bạn nhìn bằng mắt thường được, đúng không, làm sao bạn đọc các thông số đấy được, hoặc là ví dụ như mặt hàng sắt thép chẳng hạn, làm sao bạn biết hàm lượng nó ở trong thép đấy là bao nhiêu phần trăm carbon hay là oxit mangan hay là phốt pho hay là sắt, làm sao bạn biết được cái thép đấy như thế nào đấy, thì các bạn phải đi phân tích hoặc giám định hàng hóa, thì phải căn cứ vào cái kết quả này, hoặc là hàng hóa bạn đưa ra một căn cứ hồ sơ thôi, hoặc là kết quả kiểm hóa nếu mà nhìn thấy được, hoặc là kết quả phân tích giám định để bạn xác định mã số hàng hóa đấy, nhớ nhá, căn cứ hồ sơ này, đương nhiên doanh nghiệp xuất trình hồ sơ rồi, thứ hai nữa là nếu mà hàng hóa phải đi kiểm tra thực tế hàng hóa thì căn cứ cái này, không phải hàng hóa nào, có nhiều trường hợp là chỉ cần đọc hồ sơ hải quan thôi là biết hàng hóa nó phân loại như thế nào rồi, còn nếu mà có trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế cơ. Đấy, thậm chí có những hàng hóa phải mang đi đến trung tâm nào đó để phân tích phân loại cơ, chứ mà nhìn mắt thường không được, thì người ta dùng ba cái này, để không phải mặt hàng nào cũng phải kết hợp cả ba cái này nhá, có những mặt hàng chỉ cần nhìn hồ sơ thôi, hoặc có những mặt hàng phải chỉ đi kiểm hóa thôi, hoặc có những mặt hàng phải mang đi phân tích phân loại để xác định được mã số hàng hóa. Trong trường hợp mà không chấp nhận mã số hàng hóa do người khai hải quan, mình đã nói người khai hải quan là gì rồi, người khai hải quan là chủ hàng hóa đấy, chủ sở hữu hàng hóa, hoặc là chủ phương tiện vận tải, hoặc là người được chủ đó người ta ủy quyền cho đấy, thì là chủ nhá, thì là người khai hải quan hoặc là đại lý hải quan không chấp nhận mã số của người khai hải quan, thì cơ quan hải quan có quyền lấy mẫu hàng hóa, lấy mẫu nhá, dưới sự chứng kiến của người khai hải quan để phân tích, trưng cầu giám định đấy, để phân tích này, đi phân tích này, nếu mà không đồng ý với chấp nhận mã số trên hồ sơ chẳng hạn, hay là khi kiểm tra thực tế hàng hóa, thì lấy mẫu đi phân tích giám định và quyết định mã số đối với hàng hóa đó. Đấy, và cơ quan hải quan quyết định mã số hàng hóa đó, nếu mà người khai hải quan ấy, nhìn chung là chủ sở hữu hàng hóa đấy,
chủ hàng ấy không đồng ý với kết quả phân loại của cơ quan hải quan, đi phân tích giám định xong thì ra kết quả mã số là gì thì đấy mọi người gọi là phân loại nhá, đi phân tích và đi trưng cầu giám định và ra cái mã số hàng hóa đó là 12456 chẳng hạn, thì đấy là kết quả phân loại nhá. Kết quả phân loại hàng hóa nó phân loại như thế nào, đây này ở trên người nói phân loại này để xác định mã số, phân loại là để phân loại để xác định mã số hàng hóa. Đấy. Còn phân tích là khác nha, hàng hóa đó chưa phân loại được, chưa biết mã số là mã số nào thì mang đi phân tích giám định, đấy. Sau đó thì mới ra mã số, thì mã số đấy là người ta gọi là kết quả phân loại đấy. Cái này phân loại để ra mã số hàng hóa này, phân tích giám định thì chưa ra cái gì cả thì phải từ phân tích giám định người ta mới ra kết quả phân loại là mã số. Nếu mà doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân loại cơ quan quan thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quyết định của pháp luật đấy. Đấy là phân loại hàng hóa. Riêng cái điều 26 thôi mình đã nói rất là nhiều rồi. Thực tế thì mình làm hai video 1 và 2 làm rất nhanh. Nhưng mà đến điều 26 mình định làm tiếp trong video 2 mà thấy nó dài quá, mình phải chia đến video ngày hôm nay là video thứ 3 mình mới làm cho các bạn được. Vì nó quá dài các bạn ạ, quá dài. Và thực tế khi mà đi làm thì trường hợp phân loại hàng hóa này rất nhiều. Nhiều hàng hóa khó lắm, khó phân loại lắm, nhìn nó khó hoặc là thành phần nó phức tạp. Thậm chí nhiều hàng mới nhá. Thế giới luôn luôn phát triển và có rất nhiều hàng hóa mới, thậm chí chưa bao giờ xuất nhập khẩu. Càng ngày có nhiều hàng hóa mới phát hiện ra ấy, thì mãi phải đi phân tích phân loại giám định thôi các bạn nhỉ. Đấy. Đấy là phân loại hàng hóa nhá. Tiếp theo là điều 27 là điều xác định xuất xứ hàng hóa. Xuất xứ hàng hóa. Ừ, bây giờ mình đọc này thì chắc là dài quá nhỉ. Chắc là mình phải làm đến 100 cái video ấy. À, bây giờ mình chỉ lướt cái phần nào chính thôi các bạn nhé. Các bạn nào đọc luật thì các bạn có thể tự tìm hiểu. Xác định xuất xứ là đối với hàng hóa xuất khẩu này. Cơ quan hải quan xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên kiểm tra nội dung người khai hải quan thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa thôi. Để xem hàng hóa đó doanh nghiệp Việt Nam xuất đi nước ngoài có đúng ghi xuất xứ trên tờ khai không. Trường hợp nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thì cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng từ tài liệu liên quan hàng hóa xuất khẩu, tiến hành kiểm tra xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất của xuất khẩu, nghĩa là kiểm tra tại cơ sở sản xuất của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Đấy. Trong khi chờ kết quả kiểm tra xác minh xuất xứ thì hàng hóa được thông quan. Điều 37 của luật này, xem điều 37 là điều gì? À, thông quan hàng hóa. À, nếu mà xác minh thì vẫn đi cho đi xuất khẩu thôi. Hàng hóa nhập khẩu tương tự thế nhá. Kiểm tra chứng nhận xuất xứ, chứng từ chứng nhận xuất xứ CO này. Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xem là xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu là nước nào. Nếu mà trường hợp có nghi ngờ ấy, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra xác minh thì cơ quan này tiến nếu mà nghi ngờ về hàng hóa nhập khẩu ấy từ nước ngoài không biết có phải đúng xuất xứ không, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa tại nước sản xuất hàng hóa đó theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Kết quả kiểm tra xác minh xuất xứ có giá trị pháp lý và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Trong khi chờ kết quả kiểm tra xác minh hàng hóa nhập khẩu được thông quan này. À, như vậy thì khi mà xác định xuất xứ hàng hóa ấy, thì thứ nhất là căn cứ vào nội dung khai của người khai hải quan trên hồ sơ này và kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu có nghi ngờ thì hàng xuất khẩu thì đến kiểm tra cơ sở sản xuất này. Còn nếu hàng nhập khẩu thậm chí là có thể đi xác minh tại nước sản xuất hàng hóa cơ. Đấy. Và trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra xác minh xuất xứ ấy, thì hàng hóa xuất nhập khẩu đều được thông quan. Điều 28 là xác định trước mã số xuất xứ, trị giá. Rồi đến phần này thì mình nói lại hơi dài một chút. Xác định trước mã số xuất xứ và trị giá hải quan. Cái từ xác định trước này ấy, mình sẽ được hiểu như sau, nó tương đối dài nhá. Tương đối dài thì mình có thể nói ngắn gọn cho các bạn biết. Xác định trước có nghĩa là trường hợp mà doanh nghiệp người khai hải quan ấy, đề nghị cơ quan xác định trước này đối với hàng hóa dự kiến. Đấy, trước là trước, tức là nhờ làm trước ấy, thì đối với hàng hóa dự kiến xuất nhập khẩu, cả hàng hóa xuất nhập khẩu đều được. Người khai hải quan cung cấp thông tin chứng từ liên quan mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để xác định trước. Trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu nhập khẩu, cơ quan quan thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật.
Như vậy thì mình có thể nói là xác định trước như nào, có nghĩa là nếu mà người khải quan ấy, doanh nghiệp ấy, mà không biết mã số HS hàng hóa đó là mã số gì, hoặc là mình còn nghi ngờ chẳng hạn, hoặc là mình không biết xuất xứ của hàng hóa đó, mặc dù mình nhập từ Trung Quốc không biết có phải của Trung Quốc hay không. Nhớ giữa Trung Quốc người ta mua hàng của Thái Lan hay mua hàng của Hàn Quốc không, người ta bán lại cho mình thì sao? Hay là chưa xác định trị giá hải quan, trị giá hải quan ấy là cái trị giá mình để tính thuế, để khai báo trên tờ khai ấy. Đấy, mình chưa biết là cái lô hàng đó trị giá bao nhiêu tiền, hoặc mình biết rồi, mình đàm phán xong rồi nhưng mà mình không biết là trị giá cái lô hàng đó có phải cộng thêm hoặc trừ thêm các khoản nào ra không để mới tính thuế. Thì mình nói phần này nhé, là cái trên khi bạn giao dịch trên quốc tế thì bạn phải có cái hợp đồng mua bán và phải nói là bao nhiêu tiền. Còn tiền là quan trọng nhất khi giao dịch thương mại quốc tế, thông thường giá là quan trọng nhất để đàm phán quốc tế đấy. Thì bạn đàm phán ấy, thì thường bằng bạn nói rằng lô hàng này trị giá 1 triệu đô chẳng hạn, 1 triệu đô thì bạn cứ nghĩ là 1 triệu đô đó về để tính thuế, nhưng mà không phải thế các bạn ạ. 1 triệu đô đó thì phải còn phải cộng thêm các khoản nào khác, ví dụ như 1 triệu đô đó bạn, nếu bạn lô hàng mà có mua bảo hiểm ấy, thì bạn cộng thêm cả bảo hiểm nữa. Nếu mà lô hàng bạn mua với điều kiện equal chẳng hạn, mua tại xưởng của người ta chẳng hạn, thì bạn phải vận chuyển về. Chứ còn nếu bạn mua từ giá ship là bên nước ngoài người ta vận chuyển thẳng về Việt Nam rồi ấy, thì bạn không phải chi phí vận chuyển nữa. Đấy, thì cái trị giá hải quan này là thông thường sẽ là bằng giá ship. Chắc các bạn là vấn đề học ngoại thương các bạn biết giá ship rồi đúng không nhỉ? CIF ấy. Đấy, ship nhá. Đây là tiền hàng cost này, insurance này, bảo hiểm này, và freight là cước phí quốc tế này, từ nước ngoài về đến cảng Việt Nam này, không này là bảo hiểm này, quốc tế nhá, từ nước ngoài Việt Nam. Đây là tiền hàng. Nếu lô hàng bạn chỉ ghi tiền hàng thôi mà bạn không có Y và F ấy, thì bạn phải cộng Y và F. Y không nhất thiết phải mua bảo hiểm, có những lô hàng bạn mua bảo hiểm, có những lô hàng không, nhưng mà cước phí vận tải quốc tế thì chắc chắn phải có. Thế vận chuyển về Việt Nam đúng không? Nếu bạn mua giá này rồi thì bạn 1 triệu đô chẳng hạn, thì bạn lấy cái giá này bạn chính là trị giá hải quan. Còn nếu mà bạn mua với giá equal chẳng hạn, là bạn mua tại xưởng của doanh nghiệp. Mua xưởng của doanh nghiệp, mua tại kho của doanh nghiệp, hay mua tại vườn của nhà của doanh nghiệp nước ngoài thì bạn phải vận chuyển nó về Việt Nam. Thì vận chuyển về Việt Nam thì bạn phải cộng thêm các chi phí khác ép vào vận chuyển quốc tế vào thì mới ra trị giá hải quan. Đấy, có nghĩa là nếu mà mình dự kiến xuất nhập khẩu mặt hàng nào đó mà mình chưa biết mã số là mã nào, HS code ấy, chưa biết xuất xứ là quốc gia nào cả, và chưa biết trị giá là bao nhiêu tiền, có cái cước phí là bao nhiêu tiền chẳng hạn đấy, thì bạn phải cung cấp cho các thông tin chứng từ mẫu hàng hóa dự kiến cho cơ quan hải quan để người ta xác minh cho các bạn. Để xác minh trường hợp mà ví dụ bạn dự kiến thôi, hàng hóa mà đang dự kiến nhập về thì làm gì có mẫu đâu, làm gì các bạn lấy có mẫu hàng hóa mà để các bạn cung cấp. Bạn không thể cung cấp mẫu thì bạn phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, nói với đối tác nước ngoài là hàng hóa này tính chất thành phần như nào, chụp mình về, thậm chí là gửi mail cho các bạn các tài liệu kỹ thuật thông số ra sao, bạn cung cấp cho cơ quan hải quan thì người ta sẽ, cơ quan hải quan sẽ xác định trước cho các bạn. Đấy, không có nhá, hoặc là hàng đã về rồi, nếu có mẫu thì bạn gửi mẫu người ta, còn nếu hàng chưa về thì bạn gửi tài liệu kỹ thuật. Đấy, gửi tài liệu kỹ thuật này. Đấy, bắt buộc phải có nhá, nhưng không có tài liệu kỹ thuật bạn nói muốn tên hàng không thì phải có thông số kỹ thuật nhá. Thì tất nhiên là hồ sơ người ta có sẵn mẫu, bạn điền thông tin vào thôi, gửi thôi. Đấy, cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào các quy định thông tin do doanh nghiệp cung cấp này để xác định trước, thông báo cho doanh nghiệp biết. Đấy, còn nếu mà thiếu gì thì nói để doanh nghiệp bổ sung thông tin trong thời gian 60 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả xác định trước. Người khai hải quan không đồng ý với kết quả xác định trước thì có quyền yêu cầu cơ quan hải quan xác định lại, xem xét lại kết quả xác định trước trong vòng 60 ngày nhé. Và cơ quan hải quan sẽ trả lời cho doanh nghiệp biết trong thời hạn quy định. Văn bản thông báo kết quả xác định trước có giá trị pháp lý để cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu phù hợp với thông tư A. Có nghĩa là nếu mà khi mà có thông báo kết quả xác định trước rồi ấy, thì doanh nghiệp người ta lấy kết quả này người ta sẽ thực hiện xuất nhập khẩu. Nhưng mà với trường hợp là hàng hóa mà thực xuất nhập khẩu ấy, chính là cái hàng hóa mà người ta đã nhờ đi xác định trước nhé. Chứ nếu mà lại xuất nhập khẩu mặt hàng khác ấy, thì đương nhiên là không đúng rồi các bạn nhờ. Phải phù hợp với thông tin chứng từ hàng mẫu nhé, mà doanh nghiệp và người khai hải quan đã cung cấp ấy. Chứ bây giờ các bạn nhờ người ta xác định mặt hàng này mà các bạn đi xuất nhập mặt hàng khác
thì đương nhiên cái văn bản thông báo kết quả xác định trước đấy chả có giá trị pháp lý gì bạn nhá, phải đúng cái mặt hàng mình nhờ người ta chứ. Đấy. Rồi, điều 29 là khai hải quan. Điều 29 là người khai hải quan này, người khai hải quan phải khai đầy đủ nha, doanh nghiệp ấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ chính xác này. Thứ nhất là đầy đủ đã, thứ hai phải chính xác. Rõ ràng các tiêu chí trên thông tin được khai. Thông tin được khai có mấy chục tiêu chí cơ các bạn ạ. Mình biết là có 40 mấy tiêu chí ấy, trên cái từng ô tờ khai ấy. Ví dụ như tên người nhập khẩu, tên người xuất khẩu, số hợp đồng, số hóa đơn, ngày hợp đồng chẳng hạn, số tiền, mã số hàng hóa là gì, tên là gì, tàu hàng là gì, số container như thế nào, đấy, địa điểm lưu kho, vân vân, cách tính thuế, các loại thuế ra sao, và chi cục nơi mở tờ khai, doanh nghiệp bạn, ngày giờ đăng ký, loại hình đăng ký, vân vân, nhiều lắm bạn ạ, đấy, bạn phải khai đầy đủ nhá, chính xác và rõ ràng các tiêu chí thông tin liên quan tờ khai. Khai hải quan được thực hiện trên phương pháp điện tử. À, bây giờ người ta phải thực hiện trên phương pháp điện tử, bạn tức là bạn truyền dữ liệu trên mạng, bạn khai có chữ số bạn truyền lên. À, bây giờ khai điện tử hết rồi. Trừ trường hợp người khai hải quan thực hiện trên tờ khai giấy. À, có một số trường hợp mở trên tờ khai giấy, lát nữa mình sẽ xem nhá. Biết chứ bây giờ các chị phải khai là điện tử hết rồi. Trừ một số trường hợp là các chị là có cái các bạn phải có sẵn mẫu, các bạn điền thông tin lên giấy rồi. Đấy, điền thông tin lên giấy. Sau đó bạn in giấy ra bạn đưa cho cơ quan hải quan. Còn không việc các chị truyền dữ liệu điện tử hay giống như email điện tử ấy. Email ấy, các bạn gửi nhắn tin qua email các thứ thì nó là điện tử hết, thậm chí các bạn chat Zalo thì cũng là điện tử. Chat Zalo, chat Viber thì cũng là đều là điện tử hết. Đấy, còn không thì bạn phải khai trừ trường hợp nhá. Khai tờ khai giấy thì mình sẽ nói là những trường hợp mà khai tờ khai giấy. Có khoảng 10 trường hợp, gần 10 trường hợp là khai tờ khai giấy mà điền thông tin lên. Nộp. Tờ khai hải quan đã đăng ký với đã đăng ký có nghĩa là bạn tờ khai hải quan đã đăng ký là có số ấy, có số có ngày tháng năm vân vân ấy, thì có giá trị pháp lý, có giá trị làm thủ tục hải quan đã đăng ký thì có giá trị. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách quản lý hàng hóa chính là hàng hóa cấm ấy, mình nói trên ấy. Đây là phân loại hàng hóa này, đây là chính sách này, thực hiện chính sách hàng hóa, nhìn chung là tính thuế và chính sách hàng hóa này là cấm này hoặc là không cấm phải xin giấy phép này, kiểm tra chuyên ngành này, đấy là chính sách quản lý hàng hóa đấy, và chính sách thuế xem là hàng hóa đó cái ngày mình mở tờ khai, ngày đăng ký đã gọi là đăng ký chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, có nghĩa là khi nào mình truyền tờ khai lên có số ấy, thì chính sách là quản lý hàng hóa có hiệu lực, và chính sách thuế có hiệu lực là thuế ngày giờ đó, tháng đó, năm đó là bao nhiêu tiền, thuế suất là bao nhiêu. Đấy. Tại vì chính sách thuế thay đổi liên tục và chính sách quản lý hàng hóa thay đổi liên tục. Ví dụ như ngày hôm nay mình nói nhưng mà ngày mai đã thay đổi rồi, ngày mai thuế mặt hàng đấy nó sẽ tăng lên hoặc có giảm đi rồi, hoặc là mặt hàng đó nó không còn cấm nữa. Đấy. Thì thời điểm mình đăng ký tờ khai hải quan thì là thời điểm mà thực hiện chính sách này nhá. Có nhiều trường hợp là các bạn biết là mình đăng ký tờ khai hải quan trước nhưng mà hàng mình chưa về, quyết định mình được đăng ký trước mà, nhưng mà thì cái thời điểm mình đăng ký tờ khai trước ấy, thì đăng ký ấy, thì lúc đó lấy thuế nó có 30% chẳng hạn, nhưng mà tuần sau hàng mới về, chẳng hạn hàng mới về Việt Nam, thì nếu mà tuần sau bạn đợi tuần sau về ấy, bạn mới đăng ký tờ khai, lúc đó thuế nó 50% rồi. Hoặc là hôm nay mình đăng ký thì hàng hóa nó không phải xin phép, nhưng mà đến 10 ngày sau chẳng mình mới đăng ký cái mặt hàng đó lại phải xin giấy phép. Cho nên là cái thời điểm chính sách là hàng hóa, quản lý hàng hóa xuất khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai, hoặc ngược lại thôi. Hôm nay có giấy phép, hôm nay thuế 10% nhưng ngày mai lại không phải có giấy phép, hoặc ngày mai là không có thuế. Đấy. Thì các bạn phải căn cứ vào cái tờ khai hải quan nhá. Đăng ký có số thì có trị giá làm thủ tục hải quan, và cái thời điểm mình đăng ký tờ khai hải quan ngày giờ tháng năm trên tờ khai ấy, phút giây chính là thời điểm chính sách hàng hóa và chính sách thuế có hiệu lực. Đấy. Ngoài ra là điều 29 này, người khai hải quan có xác định sai sót trong việc khai hải quan thì được thực hiện khai bổ sung. Nếu mà người khai hải quan xác định sai sót được thực hiện khai bổ sung nhé, trong các trường hợp sau đây: đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ. Đấy. Trước thời điểm này, trực tiếp hồ sơ này, đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 60 ngày
À, nghĩa là trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ, hay là đối với hàng hóa mà đang làm nhé, lô hàng này chưa thông quan này đang làm, thì doanh nghiệp được khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo trực tiếp. Thứ hai nữa là đối với hàng hóa đã được thông quan rồi, ở trên là chưa thông quan nhé, A là chưa thông quan, ở dưới là thông quan rồi. Thông quan như mình đã biết là, như mình đã khái niệm thông quan mình đã nói ngay từ đầu rồi nhỉ, đây này, đây này. Thông quan là việc hoàn thành thủ tục hải quan, các thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu xuất khẩu đặt dưới chế độ hải quan nghiệp vụ khác, có nghĩa là nói chung đã thông quan rồi, là hàng doanh nghiệp hoàn thành tất cả các thủ tục rồi, doanh nghiệp toàn quyền định đoạt hàng hóa của mình, mua bán trao đổi là xong hết rồi đấy bạn ạ. Để thông quan đặt dưới chế độ nghiệp vụ hải quan khác là chưa biết chế độ gì, nhưng mà toàn doanh nghiệp toàn quyền định đoạt hàng hóa đấy, mua bán trao đổi thông quan rồi, được thực hiện hết nghĩa vụ rồi, có giấy phép có rồi, kiểm tra chuyên ngành rồi, đóng thuế rồi, các chị muốn làm gì thì làm thôi. À, đây là trường hợp đang làm thủ tục nhá, hải quan là chưa thông quan đấy, thì được khai bổ sung, được khai bổ sung này, phát hiện sai sót này và được khai bổ sung này trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ. Thứ hai nữa là đối với hàng hóa đã thông quan rồi thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, nói chung doanh nghiệp tự phát hiện ra, trừ trường hợp liên quan đến giấy, như vậy là nội dung liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng y tế văn hóa, kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm thì không được khai bổ sung. Đấy. Đây là nội dung này này, đây là các trừ các trường hợp nội dung này này, đây là chính là chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu ấy, giấy phép này, xuất nhập khẩu này, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế văn hóa, kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm ấy, thì người ta gọi là kiểm tra chuyên ngành, thì nếu mà phát hiện sai sót ấy, đây này, thì không được khai bổ sung những trường hợp mình bôi đậm này này. Đấy, bôi đậm màu xanh không được khai bổ sung nhá, phạt luôn, nhưng khai bổ sung gì còn ạ. Đây là trường hợp được khai bổ sung, được thực được mà đang làm thủ tục trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo về kiểm tra trực tiếp hồ sơ, có nghĩa là doanh nghiệp tự phát hiện ra ấy, chứ nói là cơ quan hải quan phát hiện ra nữa thì thôi. Đấy, hai trường hợp này là được 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 thì thường không phạt các bạn nhá. Đấy, được là không phạt, được làm mà đúng không, phạt có quyền đúng không nhỉ. Quá thời hạn quyết định ở điểm A và điểm B, đây là A và B này, A và B này, người khai quan mới phát hiện sai sót trong việc khai quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế. Đấy, quá thời hạn này thì quá 60 ngày chẳng hạn, hay là quá thời điểm này này. Đấy, thì vẫn được khai bổ sung và nhưng mà bị xử lý theo quy định về thuế, pháp luật về xử phạt vi phạm chính, xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đấy, tuy nhiên là trường hợp này thì vẫn không được khai bổ sung nhé, giấy phép kiểm tra chuyên ngành, chất lượng văn hóa, y tế. Người khai hải quan được nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan để thông quan và hoàn chỉnh tờ khai thông quan trong thời hạn quy định ở điều 43 và điều 50 luật này, có thể là dùng tờ khai chưa hoàn chỉnh hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan để thông quan này, và hoàn chỉnh tờ khai theo quy định này. Ngoài ra còn có thể khai một lần để xuất nhập khẩu nhiều lần, ví dụ lô hàng có 1.000 tấn than thì các bạn khai một lần thôi 1.000 tấn than và 4 lần về các bạn làm thông báo trừ lùi đi chẳng hạn. Đấy, có thể khai một lần xuất nhập khẩu nhiều lần trong một thời gian nhất định đối với một mặt hàng. B là 6 là hàng hóa được làm thủ tục hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng vẫn đang chịu chịu kiểm tra giám sát hải quan, người khai quan thay đổi loại hình xuất khẩu nhập khẩu theo quy định được à, thay đổi loại hình xuất khẩu nhập khẩu à? Hàng hóa đang được làm thủ tục hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng vẫn đang chịu chịu kiểm tra giám sát người khai quan được thay đổi loại hình. Thay đổi loại hình xuất nhập khẩu à, loại hình xuất nhập khẩu mình có video chia sẻ rồi, có bao nhiêu loại hình ấy, xuất nhập khẩu bao nhiêu loại hình ấy, mấy chục loại hình xuất nhập khẩu mà, tạm nhập tái xuất này, tạm xuất tái nhập này, gia công này, sản xuất xuất khẩu này, hàng kinh doanh này, đấy, hàng cho biếu tặng này, rất nhiều loại hình xuất nhập khẩu được thay đổi mà là, nếu mà đang làm thủ tục hải quan hoặc là đã hoàn thành rồi nhưng mà vẫn chịu chịu sự kiểm tra giám sát hải quan thì được thay đổi. Được thay đổi.
Đây mình xem còn phần nào nữa nhỉ? Khải quan nhá. Tiếp theo nữa, đăng ký tờ khải quan điều 30, đăng ký tờ khải quan này. Đăng ký tờ khải quan đăng ký ở đâu? Đăng ký như thế nào? Đấy. Phương thức đăng ký tờ khải hải quan thì quy định thứ nhất là tờ khải quan điện tử thì được phương thức điện tử. Tờ khải quan giấy thì đăng ký giấy thì được đăng ký trực tiếp tại cơ quan hải quan. Còn điện tử thì các bạn ngồi đâu có internet các bạn truyền lên được. Ngồi ở nhà công ty các bạn hay ra quán cà phê các bạn gửi truyền phương tiện điện tử cũng được, ở đâu cũng được có internet thôi. Còn nếu mà tờ khai quan giấy thì các bạn phải điền thông tin vào và bỏ trống cái số tờ khai ra, bỏ trống ngày tháng năm ra thì lúc đấy các bạn mang lên cơ quan hải quan sẽ bắt đầu cho số thì lúc đấy mới là đăng ký trực tiếp nhé. Cầm hồ sơ lên điền đầy đủ thông tin trên tờ khai nhưng bỏ trống ngày tháng năm, tại vì các chị chưa biết là ngày tháng năm nào được người ta chấp nhận, và để chống số thì lên đấy người ta đăng ký trực tiếp cơ quan hải quan. Tờ khai hải quan được đăng ký sau khi cơ quan hải quan chấp nhận việc khai hải quan, thời điểm đăng ký tờ khai đăng ký được ghi trên tờ khai hải quan, đúng rồi, thì thời điểm đăng ký là tờ khai điện tử là có sẵn rồi, truyền phát có số luôn. Còn tờ khai giấy là cơ quan hải quan sẽ lên đấy người ta sẽ cho số, thời điểm đăng ký, ngày giờ tháng năm người ghi lên đấy tờ khai hải quan đấy. Trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan thông báo lý do bằng văn bản giấy. Nếu mà tờ khai giấy thì phải gửi cho doanh nghiệp biết là văn bản ấy, giấy là tại sao lại không đăng ký, hoặc là qua phương thức điện tử, nếu mà khai bằng điện tử thì sẽ phản hồi lại ok hoặc not ok. Đấy, qua hai phương thức điện tử và giấy. Kiểm tra hồ sơ hải quan này, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ khai hải quan và kiểm tra sự tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo quy định pháp luật. Kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Nếu mà các chị truyền lên bằng điện tử nhá, phương thức điện tử. Đây. Đăng ký phương thức người ta sẽ kiểm tra trên hệ thống dữ liệu điện tử. Còn nếu bạn truyền lên, còn bạn cầm tờ khai giấy đăng ký trực tiếp lên ấy, đây theo cái điều 30 thì sẽ được kiểm tra trực tiếp bằng công chức hải quan. Đấy, có nghĩa là khi các bạn khai trên, các bạn dựa trên hợp đồng mua bán này, hóa đơn thương mại này, vận đơn CO, các giấy tờ kiểm tra chuyên ngành các thứ, booking rồi các loại chứng từ manifest các thứ thì các chị điền thông tin lên tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan sẽ kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan đối với các chứng từ mình vừa nói, xem là các bạn khai giao dịch từ tiếng Tàu hay từ tiếng Anh ra có đúng hay không. Đấy. Sau đó người ta kiểm tra thuế, kiểm tra chính sách quản lý hàng hóa, giấy phép các thứ hay không. Đó. Xong. Đấy, video hôm nay mình đến chia sẻ đến điều 31 rồi nhá, dài quá các bạn ạ. Hôm 4 ngày mình làm một chút. Tiếp theo điều 33 là kiểm tra thực tế hàng hóa, là kiểm hóa đấy. Kiểm tra thực tế hàng hóa mình sẽ nói sau nhé các bạn nhé. Ui, cái điều này nó bây giờ mình chia sẻ nhiều quá thì chắc là rất lâu thôi, mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn có để lại bình luận ở phía dưới video mình có vướng mắc thì để mình sẽ phản hồi. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình hãy lên kênh xuất nhập khẩu TV Logistics nhé. Đây là hình kênh của mình đây, các bạn bấm subscribe đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mình đăng lên kênh và đồng thời ủng hộ cho mình phát triển kênh. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình cũng không có nhiều thời gian để ngày nào mà mình cũng làm, tại vì mình phải đi làm buổi sáng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mình chỉ tranh thủ buổi tối thôi. Tối mình làm video cho các bạn, và cuối tuần, ví dụ hôm nay là chủ nhật này, mình sẽ làm video để chia sẻ các kiến thức của mình, mong muốn là phổ biến kiến thức pháp luật để cho các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu logistics thực hiện cho đúng, không bị xử phạt, và phát triển cái cộng đồng logistics ngày Việt Nam ngày càng lớn mạnh, có thể sánh ngang với cả Mỹ và cả châu Âu các bạn ạ. Đấy, thì bạn ủng hộ kênh của mình nhé. Mình cùng trao đổi học hỏi và chia sẻ những kiến thức về pháp luật quy định của nhà nước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình video lần sau. Xin chào.